Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hacom. Và hôm nay mình sẽ nói đến một cái vấn đề, đó chính là có thể nói là sự nghịch lý về sự ngáo giá của Intel và các hãng sản xuất mainboard bây giờ. Và hiện tại các bạn đã biết thì CPU Core i thế hệ 13 đã ra mắt rồi đúng không? Và đặc biệt là thế hệ 13 giá rẻ, bao gồm Core i3, kiểu Core i3, Core i5. Core i5 ra mắt rồi, i3 thì cũng chuẩn bị thôi. Và hiện tại nói đến việc i3 và i5, cái mainboard mà các bạn mua trong đầu sẽ là gì? Trong đầu các bạn sẽ nảy ngay đến đó chính là B760. Nhưng mà đấy chính là cái vấn đề mà hiện tại là nghịch lý hiện tại đấy. Và hiện tại hôm nay thì chúng mình sẽ lấy riêng ví dụ mainboard của Asus thôi nhá. Còn các hãng khác như kiểu MSI, Gigabyte hay là Arup, họ cũng đều tương đương của cái mức giá đều như vậy. Mà để gói gọn thì mình sẽ là chỉ nhìn mainboard của Asus thôi. Và khi đi mua hàng mainboard thì các bạn có hai kiểu. Một là các bạn nhìn ngang, hai là các bạn nhìn dọc. Đầu tiên mình nói về nhìn dọc nhé. Nhìn dọc có thế nào? Tức là khi mà các bạn vào website của Hacom, các bạn chọn bộ lọc mainboard của Asus, mainboard B760, thì các bạn có cái mức giá nó trải đều từ 3.699.000 cho bản rẻ nhất đến 7.799.000 cho bản cao nhất. Và cái này rất là dễ, các bạn tiền ít các bạn mua mã rẻ, các bạn nhiều tiền hơn các bạn mua mã cao, và các bạn có bao nhiêu tiền bạn mua mã đấy. Tại vì đặc biệt là trong cùng một dải sản phẩm và cùng một hãng thì mặc định đó chính là các sản phẩm giá cao hơn nó sẽ ngon hơn, không có gì khác cả. Họ phải làm thế để họ còn tăng tiền chúng ta lên chứ, đúng nhận sai cãi nhá. Nhưng mà thực sự đi mua hàng thì rất ít khi các bạn mua hàng kiểu đấy, trừ khi các bạn ví dụ là mua CPU của Intel hoặc là CPU của AMD thôi. Còn lại thì rất ít khi các bạn, trừ khi các bạn cắm chốt thương hiệu Asus hoặc là cắm chốt thương hiệu MSI, Gigabyte, và các bạn cắm chốt cái chữ B760 trong đầu thì các bạn mua kiểu đấy. Còn không, đa số khi mua hàng các bạn sẽ phải nhìn ngang nữa. Ở đây mình lấy ví dụ nhá, đầu tiên là các bạn mua nhìn dọc đi thì chiếc rẻ nhất của Asus là 3.699.000, đó chính là chiếc B760MK. Đắt hơn nó 500, đó chính là chiếc B760MA. Và thêm 500 anh em có gì? Thêm 500 anh em có tản nhiệt M2 này, tản nhiệt phần VRM rất là hầm hố này, em có thêm 2 khe RAM này, có thêm cổng Type-C mặt trước này, có thêm cổng DisplayPort tại suất 4K 60Hz này. Nói chung là nhìn anh em nhìn ý, thì anh có vẻ như Asus muốn hơn chúng ta đến một mã thêm 500.000 cao hơn. Tại vì thêm có 500 thôi, anh em được rất là nhiều thứ liên quan đến việc gọi là tính thoải mái khách sử dụng ấy. Nhưng đấy là rất dễ dàng khi mà nhìn dọc nhé. Nhưng mà nhìn ngang thì nó lại là vấn đề khác. Và cùng với mức giá của B760MK là khoảng 4 triệu thì nhìn sang B660 thì có gì khác? Thì anh em nhìn đấy, B660 thì chúng ta có rất nhiều mã, ví dụ TOF Wi-Fi D4 của Asus này, Gigabyte Gaming X này, MSI Mota này, trong khoảng tầm giá là khoảng tầm dưới 4 triệu hết. Và anh em nhìn điểm khác nhau lớn nhất là gì? Đó chính là B760 và B660. Theo anh em nghĩ thì có vẻ là B760 chịu hơn B660 đúng không? Nhưng thực sự không phải vậy. Bây giờ mình bật cho anh em một cái bảng, chính là bảng thông số của Intel. Anh em thấy điểm khác nhau duy nhất giữa B760 và B660 đó là gì? Đó chính là B760 không có trợ Intel Optane nữa. Và ngoài ra một cái nữa đó chính là việc B760 hỗ trợ CPU Core i thế hệ 13, không cần phải up BIOS như là B660. Còn lại chả khác một cái gì cả. Nên nhìn ra thì có vẻ bây giờ đó chính là B760 chính là B660 up BIOS và thay tên chipset, chấm hết, chả có gì khác nhau cả. Như vậy chipset là bằng nhau rồi nhá. Vậy còn cái những cái khác như thế nào? Thì ở phiên bản B760MA thì nó là cùng mức giá với cả B660MTUF Gaming Wi-Fi D4 cùng của Asus nhá. Và những cái gì mà B760 có ấy, thì con TUF Wi-Fi D4 cũng có. Và những cái gì B760 không có thì TUF B660 vẫn có. Đó chính là Wi-Fi này, Bluetooth này, hai cái tăng giá nhá. Em có một dàn tản nhiệt rất là đẹp. Anh em có âm thanh 7.1, có các gọi là cổng RGB các thứ, ăn chơi rất đầy đủ. Và bản thân cái dòng TUF của B660 nó vẫn là cao hơn một bậc so với cả Pride của B760. À, đấy là ở giá thấp đúng không? Bây giờ mình tính giá cao nhá. Ví dụ là cái con B760M TUF Wi-Fi D4 của Asus thì so sánh với con B660M Gaming TUF Wi-Fi D4, nói chung là tên giống nhau, chỉ khác mỗi cái chipset thôi. Thì nó khác nhau điểm nào? Khác nhau đúng một điểm duy nhất, đó chính là ở B760 chúng ta có 12 cộng 1 phê nguồn và giá nó khoảng tầm là 5 triệu. Thì anh em nghĩ là thì có cái 500.000 anh em sẽ một phây, tức là anh em sẽ có tắt hơn 1 triệu trên giữa hai bản, anh em có hai phây nguồn 500.000 một phây đúng không? Nhưng mà anh em nhìn nhá, cùng là 5 triệu em có một con gì, đó chính là Asus Strix B660M Strix A. Và anh em bảo nghĩ thì TUF thì không có tuổi gì so với Strix của Asus cả, nên là hiện tại nó vẫn là cùng với mức giá của B760.
em có lựa chọn ngon hơn ở bên 660 rất là nhiều. Nói chung anh em mà đi mua PC thì cũng đều lạc vào một cái gọi là một cái giá, đặc biệt là khi thời điểm giao mùa giữa hai thế hệ chipset thì anh em đều lạc vào một cái ma trận kiểu này. Thì hiện tại mình thấy thì nó cũng có là khá là nhiều vấn đề, và có vẻ như là phía Intel cũng như là các hãng họ muốn xử lý tồn kho cái đám B660 trước. Tại vì theo mình biết ý, thì ở năm ngoái thì cả với các hãng như MSI, Asus, Gigabyte, các hãng bên nói chung ý, họ đều là bị tụt doanh số khá là nhiều, nên là họ sẽ không gọi là mạo hiểm để đầu tư ở một dây chuyền sản xuất mới cho những chiếc B760 nữa, mà họ sẽ tận dụng, họ sản xuất, họ sẽ xả tồn kho nốt những chiếc B660 cũ với mức giá rẻ hơn, và họ sẽ đẩy cái mức giá B660 lên cao một cách rất là vô lý như hiện tại để chúng ta mua những chiếc B660 cho họ xử lý tồn kho trước đi đã. Và anh em nhớ ngày trước ấy, ở thế hệ ngày trước lâu lắm rồi, anh em nhìn quanh mức giá B nó khoảng tầm 2 triệu, 2 triệu rưỡi là rất là ngon rồi đúng không? Nhưng bây giờ thì thời điểm mà B660 nó mới ra mắt ấy, thì anh em thấy mức giá 3 triệu nó có vẻ là khá là cao, khá là ngáo giá, tại vì nó cao hơn so với thế hệ trước khá là nhiều mà. Nhưng mà bây giờ hiện tại ở cái thời điểm này, với cái B760 mà giá nó thực sự là bất hợp lý như thế, thì B660 mình nhìn lại thấy ngon, vì giá nó gọi là rẻ hơn khoảng tầm 1 triệu mà nó mang đầy đủ tất cả những công nghệ của những cái con B760, nó chỉ khác một cái là không hỗ trợ Optane thôi. Optane bây giờ thì thực sự cũng chả ai dùng cả, nên là hai con chipset B760, B660 nó chả khác gì nhau cả. Anh em mua B660, anh em mình nhìn thấy là anh em được lợi rất là nhiều thứ, trừ việc là thỉnh thoảng có lẽ sẽ phải up BIOS lên để lắp CPU mới thôi. Và lời khuyên của mình cho các bạn thế nào thì mình thấy là hiện tại mình không đưa giải pháp được, thì mình chỉ nghĩ này, nếu mà các bạn đi mua mainboard hay là bất cứ một thứ gì khác nhau, ví dụ các bạn cắm rễ vào trong đầu các bạn, ví dụ như là Asus B760 hay là Gigabyte B760, MSI B760 chẳng hạn, thì các bạn gọi là nhìn dọc ấy, các bạn cứ có bao nhiêu tiền các bạn mua từng đấy, các bạn đỡ lăn tăn, tiền nào của đấy, nói chung là nó vẫn ngon. Nhưng mà đấy, các bạn chỉ cho một cái lựa chọn, đó chính là an toàn nhất thôi chứ chưa phải là tốt nhất. Nếu mà có lựa tốt nhất thì phải có sự so sánh, lúc đấy thì các bạn sẽ có những sự so sánh giữa B760 và B660 của thế hệ cũ, lúc đấy thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn nó gọi là hợp lý hơn. Và thực sự hiện tại thì mình thấy là B660 nó vẫn là một lựa chọn tốt hơn rất nhiều so với B760 cho đến khi nó vẫn còn hàng. Nên là anh em nào mua bây giờ CPU Core i thế hệ 13 ấy, thì nên tham khảo những bên B660 trước, và B760 thì có lẽ là đợi thời gian sau khi mà giá nó ổn định thì lúc đấy anh em gọi là dễ mua hơn. Và video đến đây là hết, thì cảm ơn anh em đã xem video của Hacom, và đừng quên like, subscribe ở phía dưới và cho mình comment để ý kiến của các bạn về thế hệ B760 này là thế nào nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.